hai bác cháu mình ăn dâu nhé. Đấy. Nó chua. Đây, quả đen nó cho nó ngọt. Bác ăn quả hồng hồng cho nó chua. Ôi giời. Chua. Nó chua. Hai bác cháu làm hết cái chỗ cái bát này nhỉ. Úi giời, chấm vừa thôi. Quả chín ngọt thì lại còn tham chấm nhiều á. Không thì. Ai là người ăn cuối cùng? Được cõng quanh chân. Ok. 20 vòng. Úi dồi. 2 vòng thôi. Không, 20 vòng. Nhá. Ừ. Ba vòng. 3 vòng rưỡi. Nó chua. Nó ngon. Nó ngọt. Đã quá. Đã gì đâu ạ. Chua khổ ha. Ăn hoành tráng lên. Mời các bạn nhé. Nó chua. Nó chua. Nó ngon. Nó chua. Chấm kiểu gì vậy? Cay. Ngon. Ôi giời ơi. Đổ bớt đây. Ăn thế thì có mà cay lè mồm mà khát nước à. Chấm vừa đi chứ.
Điền cỗ mà chấm thế người ta bảo mới lịch sự chết. Nào dạy các chị ăn nhé. Dạy các chị phải ăn như này nào. Chấm. Ui dồi, chấm ôi giời, chấm thế. Nước. Ôi, ăn muối nhiều. Con thích ăn dâu không? Quá. Dâu chua ngon. Lúc đã gần hết cái bát rồi. Thế mà thấy ghê răng rồi. Wow. Nó chua. Rông mình. Chua xuống lợi vào. Xuống răng. Sắp chứa răng rồi. Xuống răng, nhức cả răng. Wow. Ngọt. Ngon. Không chua. Đầu hàng đi. Thấm ta giờ đâu. Giờ chuyển sang ăn quả đen. Nhưng vẫn ghê răng thế nhỉ. Các bạn vừa ăn quả trắng xong xong ăn quả đen chẳng ghê răng. Đồng hà đi. Để con ăn to. Đầu hàng. Đầu hàng đi. Không đầu hàng đâu. Chua lắm.